Miệt thứ bạn có biết, chiều nay ngày 3/5/2021, miệt thứ thứ 11 sẽ bán vườn 40 công của bà con xã An Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Và số lượng mít cần mua của chúng tôi hiện tại rất lớn, vậy nên bà con mình ở vùng miệt thứ có vườn mít với đối tượng chính trên dưới 70%, vui lòng liên hệ với chúng tôi được hỗ trợ trực tiếp. Thứ hai em sẽ quay lại, chị yên tâm. Hello mọi người, đây là em. Em đang ở vườn mít như mọi người thấy. Và đây là một miếng mít chín cây. Đây, trái này đây. Em mới móc từ đây ra. Đó, và bây giờ sẽ thử nha mọi người. Ngon, ngọt, ngon ngọt. Rất là ngọt luôn, mặc dù là là bị chuột. Bao hàng, bất ngờ bán là phải bao hàng ngọt và ngon, dày dội dày thơm. Rất là ngon. Mà phải cắt lấy chuối để vô hả anh, đợi mụ đúng không? chưa. Rồi, ok đồng chí. Làm lố à. Rồi chị chuyên nghiệp quá vậy. Cái dao nó không có chuyên nghiệp rồi kìa. Mua dao không, miệt thứ bán dao luôn nè. Có luôn à. Miệt thứ dao này bán nhiều thứ lắm. Cái mít này là em cắt hôm qua đó. Mà em về đấy em không biết đấy, em bỏ vô cắt qua đêm biết nó bị thâm ở ngoài. Wow. Thâm cái da rồi. Cái này em đi em chợ sao nó bị rớt rồi chứ. Ừ, không có chuyên nghiệp chút nào hết chứ. Còn sớm luôn á. Bà mới thấy thì nó phải vậy phải không chị? Nó chín cây nó khác nha. Trái này là 10kg đó. Sơ cũng không có nhiều chứ ha. Kinh nghiệm ăn mít của chị cho thấy trái mít này ngon không? Ngon. Mít An Minh Bắc nha mọi người.